Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao còn duy trì, hoạt động yếu. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Riêng khu vực miền Đông, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rông, ngày giảm mây trời nắng. Khu vực miền Đông, miền Tây, và thành phố Hạ Long duy trì gió nam đông nam cấp 2 cấp 3 do các huyện thị miền Đông vẫn có mưa nên nhiệt độ thấp nhất toàn tỉnh duy trì trong khoảng 25 đến 32 độ. Còn tại thành phố Hạ Long và khu vực miền Tây, nhiệt độ cao hơn thời điểm trưa và đầu giờ chiều mai có thể lên tới 33 34 độ. Còn tại vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, ngày mai nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, mức nhiệt giao động từ 26 đến 33 độ. Như vậy, sau những ngày mưa, thời tiết dịu mát thì nắng nóng lại quay trở lại, nhiệt độ gia tăng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Có bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, song chủ yếu tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm ngày mai. Trong đó, vùng mưa chính là các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc. Có nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm, nên người dân cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên đêm nay miền Bắc vẫn khá mát mẻ, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Còn sang ngày mai, nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm nay. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ, cảm giác nóng bức lại quay trở lại. Đối với các tỉnh thành miền Trung, dự báo trong đêm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, phổ biến chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi vào chiều tối và đêm. Còn ban ngày, nắng nóng diện rộng xuất hiện trên các khu vực. Riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt độ từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai sẽ chịu tác động của gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Vì thế, ban ngày trời nắng, về chiều và tối có mưa rào và rông, nhưng diện mưa phổ biến ở mức giải rác. Do mưa giảm, ngày trời nắng nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam sẽ tăng hơn. Cụ thể ở Tây Nguyên, nhiệt độ giao động từ 29 đến 32 độ, trong khi ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Biển Đông bao gồm vùng biển Quần Đảo, Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5.